You're like a circle that floats around me, keeping me. Hello, xin chào tất cả những khán giả của kênh A Táo Hà Giang. Hiện tại đây thì mình đang trong cái quá trình chuẩn bị cho một hành trình mới, một hành trình mà có rất là nhiều yêu thương ở trong này. Như các bạn thấy đấy, ở đây có rất là nhiều quần áo cũ và mình đang sửa soạn lại chỗ quần áo cũ này để mình bắt đầu một chuyến hành trình ấm áp vào mùa xuân này ở trên vùng cao Hà Giang với đội ngũ của anh em Doctor Plus Cell. Anh chị em có thể thấy hiện tại ở đây thì có đoàn này là có 4 xe và sẽ có thêm những anh em khác cùng join đoàn vào ngày mai nữa. Thì anh chị em ơi, mùa xuân ở trên vùng cao như các bạn biết đấy, nó rất là đẹp đối với khách du lịch. Nó có rất là nhiều hoa, nó có rất là nhiều, nào là hoa cải, nào là hoa lê, nào là hoa mận, nào là hoa đào, đều là những cái phong cảnh hết sức là đẹp, hết sức là thú vị. Đây, toàn bộ cái đường màu vàng này là đường khám phá vùng cao Hà Giang. Thì ngày hôm nay lịch trình của chúng ta rất là ngắn, chúng ta chỉ đi từ thành phố Hà Giang, như mọi người thấy ạ, điểm dưới cùng đây ạ, chấm đỏ dưới cùng đây ạ, thành phố Hà Giang, lên đến thị trấn Yên Minh thôi ạ. Lịch trình của chúng ta hôm nay chỉ lên đến thị trấn Yên Minh thôi. Đấy là kết thúc cái lịch trình ngày hôm nay của chúng ta. Từ đây lên trên đó chỉ có vài chục cây số nữa thôi. Thế nên là nhà mình chỉ còn một đoạn đường rất ngắn nữa để đến được cái đêm đầu tiên. Thì hành trình từ Hà Giang đến với Yên Minh thì chúng ta sẽ ghé qua một vài những cái điểm rất là nổi tiếng, ví dụ như là dốc Bắc Sum ở trên đường này. Chúng ta sẽ dừng chân ở quán cà phê ở cổng trời Quản Mã này. Trên đường thì em sẽ nói với mọi người nhiều hơn về những câu chuyện ở trên đường này. Sau đó thì chúng ta sẽ qua thị trấn Tam Sơn Quản Mã, đi qua cái lối tắt lên Lao Chải này để đi sang thị trấn Yên Minh và chúng ta kết thúc cái hành trình của ngày hôm nay. Tuy rằng là chỉ có 2 đến 3 điểm mà em có thể gọi tên ở đây cho anh chị với cả chú thôi, thế nhưng mà cả một cái quãng đường của chúng ta đi thì đâu đâu cũng là cảnh đẹp hết anh chị. Thế nên là vừa đi trên đường chúng ta sẽ vừa cùng nhau ngắm cảnh và vừa cùng với lại em A Táo Hà Giang chúng ta sẽ cùng có những cái trải nghiệm cũng như là cũng có những cái câu chuyện tuyệt vời nhất về Hà Giang, đúng không ạ? Và thay mặt cho anh em ở team A Táo Hà Giang thì chào mừng chú cùng với lại tất cả các anh chị có mặt ở Hà Giang. Hiện tại A Táo Hà Giang đang ở ngày thứ 2 của hành trình khám phá vùng cao Hà Giang cùng với lại Dr. Blood Sale. Trong chương trình này thì A Táo đã và đang dẫn dắt khoảng 15-20 anh chị em của hệ thống Dr. Blood Sale đang khám phá vùng cao Hà Giang và cùng nhau làm một chương trình từ thiện rất là hay, rất là ý nghĩa tại vùng cao Hà Giang này. Như các bạn thấy đấy, thời tiết thì đang rất là xấu, thực sự đang rất là xấu. Thời tiết thì đang có chiều hướng là mưa nhiều hơn và nhiệt độ cũng giảm xuống sâu hơn. Mọi người có nhớ cái chương trình ngày hôm qua của chúng ta khi mà ở thành phố Hà Giang thì trời vẫn còn nắng rất là ấm và thậm chí là nhiệt độ cũng rất là cao. Nhưng mà ngay bây giờ tại thời điểm này ở thành phố Hà Giang, ở thị trấn Yên Minh thì các bạn thấy đấy, trời rất là rét và nhiệt độ bây giờ đã đang giảm xuống nhiều hơn, giảm xuống sâu hơn rồi. Theo lịch trình ấy, thì đêm cuối cùng của chúng mình khi mà về đến thành phố Hà Giang thì nhiệt độ về đêm ở trên vùng cao này sẽ giảm xuống đâu đó chỉ còn khoảng -3 độ C thôi. Rất là lạnh, thời tiết này rất là dễ để xuất hiện băng giá. Uh,
Và mình tin rằng là cái thời tiết như thế này khi mà đến với Hà Giang ấy thì mọi người sẽ được nhìn thấy rằng là thực sự là ở Hà Giang này bà con phải sống trong cái điều kiện nó khó khăn như thế nào. Chính vì thế những cái chương trình áo ấm, những cái chương trình từ thiện như này sẽ mang lại cho những người trải nghiệm và mang lại cho bà con ở đây rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Ở đây chính là khách sạn mà hôm qua chúng mình ở lại đây. Đây là một trong những khách sạn lớn nhất, đẹp nhất ở khu vực này. Ở trong hành trình của mình thì đương nhiên là chúng ta sẽ liên tục có những cái trải nghiệm vô cùng là ý nghĩa ở trên đường. Thế nhưng mà buổi tối về, những cái đêm ở homestay sẽ là những cái đêm mà mình nghỉ lại, sẽ là những cái đêm vô cùng là chất lượng, để mọi người làm sao mà sau khi trải nghiệm một ngày dài rồi thì sẽ có một ngày hoàn toàn tuyệt vời, một đêm hoàn toàn relax, một đêm hoàn toàn là thoải mái, để có một giấc ngủ thật ngon, để chúng ta có thể bắt đầu được hành trình của ngày tiếp theo. Hôm qua thì mọi người đã phải trải qua khoảng 400 km để di chuyển từ Hà Nội lên đến Yên Minh này rồi. Trải qua rất là nhiều thứ khó khăn ở trên đường các bạn. Những cái con đường dài mà sương mù bao phủ luôn. Như các bạn thấy đấy, thời tiết đang dần thay đổi mà. Thì hôm qua sương mù cực dày, từ khoảng 4 giờ chiều là sương mù đã không nhìn thấy gì rồi. Qua thị trấn Tam Sơn cũng có sương mù, qua dốc Cán Tỉ cũng có sương mù, không nhìn thấy gì luôn. Mọi người đã phải trải qua một ngày thực sự rất là khó khăn rồi. Và hôm nay nữa, hy vọng là không cần phải hy vọng đâu. Hôm nay là thời tiết mặc dù cũng đang chuyển biến, nó không được đẹp cho lắm. Thế nhưng mà bù lại thì hôm nay sẽ không có nhiều cái khu vực mà bị chìm trong sương giống như ngày hôm qua. Và Táo hy vọng rằng hôm nay sẽ đem đến cho đội ngũ anh em của Dr. Plus Sale một trong những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Hà Giang. Ngày mà có nhiều cảm xúc nhất của Hà Giang đó chính là ngày hôm nay các bạn nhé. Kết thúc hành trình 4 ngày tuyệt vời của chúng mình. Ở đây chính là đoàn xe mà đã vượt qua rất là nhiều cây số, vượt qua rất là nhiều những cái đoạn đường xấu, đường bẩn, và vượt qua được rất là nhiều những cái đèo dốc ở dọc đường để có mặt ở đây ngày hôm nay. Anh chị có thể thấy rằng mọi người đều đang rất là hào hứng, mặc dù đã kết thúc 4 ngày rất là tuyệt vời rồi. Nào đi thôi, đi thôi. Chào mọi người đi. Sướng không nào? Hay quá. Mọi người đều đang rất là hào hứng, các bạn thấy không ạ? Đang rất là hào hứng. Bởi vì sao? Bởi vì là một hành trình tuyệt vời luôn. Mọi người đã có rất là nhiều trải nghiệm, mọi người đã có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ cùng với nhau ở dọc đường. Hôm nay cả đoàn sẽ nghỉ chân tại khách sạn Yên Biên trước khi kết thúc hành trình của ngày hôm nay. Sau khi nhận phòng thì mọi người sẽ có thêm một buổi tối để khám phá thành phố Hà Giang cũng như là chợ thành phố vào buổi sáng ngày mai trước khi mọi người quay trở về Hà Nội. Đừng vội mọi người ơi, chúng ta có rất là nhiều thời gian. Đi du lịch là để chúng ta giải phóng bản thân mình ra khỏi cuộc sống hiện tại. Thế nên là đừng vội vàng mà hãy cứ tận hưởng đi, hãy cứ nghỉ ngơi đi, hãy cứ tìm hiểu đi. Vì Hà Giang có rất là nhiều thứ để cho chúng ta cùng tìm hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trưởng đoàn. Xin mời anh Khánh có đôi điều phát biểu luôn nào. Xin chào tất cả mọi người, những khán giả của kênh Táo nhá. Rất là tuyệt vời, hôm nay cũng là một niềm vui và một sự may mắn khi mà đoàn của Quang Nguyễn, mỹ phẩm Dr. Vercel và mỹ phẩm Dr. Cody tham gia chuyến hành trình này cùng với cả A Táo Hà Giang. Bởi vì để mà khám phá được hết Hà Giang rộng lớn xinh đẹp như thế này thì rõ ràng là chúng tôi cũng đã trải qua những khó khăn, đã trải qua những con dốc, đã trải qua những khung cảnh sương mù mà thực sự là trong cuộc đời mình lần đầu tiên mình được trải nghiệm những cái cảnh đẹp như vậy và những khó khăn đến mức độ như vậy. Nhưng đúng là chỉ có ở Hà Giang thì nó mới có những cái kỷ niệm đến nó hùng vĩ và nó tuyệt vời như thế. Nhưng mà cùng với những khó khăn đấy thì với một sự dẫn đường, một sự dẫn dắt và tổ chức rất là hợp lý của một cái chuyến đi trong suốt 4 ngày, mọi người
được trải nghiệm những được dẫn đường bởi một người một xe dẫn đoàn rất là chuyên nghiệp, và nó giúp cho đoàn đi hoàn toàn đảm bảo được yếu tố đầu tiên là yếu tố an toàn. Đến bây giờ là sau 3 đến 4 ngày rồi mà tất cả các xe có mặt đây, đấy là niềm vui vô cùng với cả đoàn của Quang Nguyễn. Cái điểm thứ hai đấy là mình thấy là ngoài cái việc mà an toàn ra thì đây cũng là một cái chương trình ruộng A Táo đã tổ chức rất là hay để giúp cho anh chị em ở trong đoàn của Quang Nguyễn có sự kết nối và tình cảm với nhau rất là tốt. Thông qua những chương trình được tổ chức của A Táo thì đã giúp cho cái sự kết nối, những cái chương trình giao lưu ca nhạc, những chương trình giao lưu văn nghệ và những game giải trí đã giúp cho chúng tôi quên đi hết những mệt mỏi, quên đi hết cả những cái khó khăn và những cảm xúc ở trên đường đi, để mà mình có thể mình kết nối với nhau, kết nối chia sẻ những điều mà trước nay chúng tôi chưa thể chia sẻ, nhưng mà trong suốt hành trình này thì đã có thể chia sẻ được với nhau. Đấy là những điểm rất là hay đó. Ngoài ra thì trong cái chương trình này thì cũng nhờ có sự tổ chức của A Táo thì chúng tôi cũng đã có được một cái chương trình thiện nguyện rất là tuyệt vời, và giúp cho đồng bào khó khăn ở Hà Giang có được những tấm chăn ấm, những cân gạo ngon, và giúp cho đồng bào Hà Giang có một cái mùa xuân ấm no. Thông qua chương trình này thì thực sự cũng rất là gửi một lời biết ơn tới A Táo Hà Giang vì đã tổ chức được một chương trình thực sự rất là tuyệt vời dành cho Quang Nguyễn, và cũng mong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có nhiều những chương trình khác nữa để mà có thể là khám phá mảnh đất Hà Giang cùng với cả khu vực Tây Bắc của chúng ta, khu vực vùng cao của chúng ta nhiều hơn nữa. Và chắc chắn là trên cái con đường đó thì sẽ đồng hành cùng với A Táo Hà Giang dài trong thời gian tới. Và một lời chúc cuối cùng đấy là chúc A Táo Hà Giang phát triển thật mạnh mẽ trong thời gian tới, giúp cho cộng đồng của chúng ta khám phá mảnh đất tuyệt vời này nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.